Trương Minh Châu xin trân trọng gửi tới quý vị và các bạn tấm tranh Bát Tiên Quần Thú với kích thước 1m98 x 1m18, dày 7 phân bằng chất liệu gỗ hương đá. Đã được chúng tôi chọn lọc rất là nhiều vân và đục chạm rất là tinh tế với 8 vị tiên như Hà Tiên Cô, Trương Tử Ly, Lã Động Tân, Lý Thiết Quài và các vị khác chúng tôi không nhớ tên lắm. Thì có gì quý vị có thể lên Google tìm và tham khảo thêm cái tích. Thì ở đây chúng tôi đã chế tác rất là tỉ mỉ 8 vị tiên và đi cưỡi cái 8 cái con thú cưng của mình, con voi, con sư tử, con nghê, con ly, rồng, con phượng, con trâu, con hươu. Thì đây chúng tôi làm rất cẩn thận từ cái khung đến cái viền, khung viền cũng làm rất là cẩn thận tỉ mỉ, ngay từ những cái góc mỏi giáp vào nhau cũng rất là kín đáo, kín khít, và những cái đường triện chúng tôi cũng đục chạm rất là ngay ngắn, vuông vắn, nét căng luôn, và những cái đường nét đục chạm của chúng tôi thì tuyệt vời luôn. Đây là con rồng, cái đầu rất là dữ, và anh Hàn Tương Tử đang thổi sáo rất là đẹp dai. Đây cô Hà Tiên Cô đang cưỡi phượng rất là đẹp. Ông Lý Thiết Quài là ông nào nhỉ? Đây ông Lý Thiết Quài cũng không nhớ lắm. Đây Lý Thiết Quài đây, dâu sum xuê đây, dâu sum xuê và đang cưỡi một chú nghê. Rồi những ông khác thì tôi không nhớ tên lắm. Thì đây rất là tuyệt vời 8 vị tiên và bằng chất liệu gỗ là chúng tôi làm, là chất liệu gỗ hương đá đây, vân cực kỳ đẹp này. Cây tùng này cũng thể hiện là cái cây sống rất lâu năm đây, và 8 vị tiên thì là 8 vị bất tử ấy. Tiên là không bao giờ chết, là 8 vị này đã được nếm qua rượu và đào tiên nên là không bao giờ chết. Và có gì quý vị tham khảo thêm ở trên mạng thì sẽ biết được ý nghĩa của cái bức tranh này. Thì quý vị có thể về trực tiếp tại địa chỉ của chúng tôi ở Đại Nghiệp, Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội, hoặc liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại là 0975 940 966 để chúng tôi tư vấn kỹ thêm cho quý khách, hoặc quý khách có thể về trực tiếp tại xưởng sản xuất của chúng tôi ở đây, Đại Nghiệp, Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội. Trong xưởng của chúng tôi rất là rộng lớn và còn rất là nhiều đồ tranh khác nữa. Về bức tranh cá chép hóa rồng chưa đã quay rồi, và còn rất nhiều tranh khác nữa. Đây là mặt sau của bức tranh Bát Tiên ạ. Chúng tôi làm rất là sạch sẽ cả trước cả sau, thang đố rất chắc chắn. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi clip của Tranh Gỗ Minh Châu, và xin mời quý khách đăng ký kênh của chúng tôi và chia sẻ những cái clip của chúng tôi cho nhiều người biết, và quý khách đăng ký kênh để được theo dõi các cái tác phẩm độc đáo tiếp theo của chúng tôi. Và địa chỉ của chúng tôi ở Đại Nghiệp, Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội, số điện thoại 0975 940 966. Xin mời quý khách liên hệ ngay với chúng tôi. Và giá của bức tranh này chúng tôi đang bán trên thị trường là vào 32 triệu. Xin trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi.